Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Vi sẽ chia sẻ một xíu bí quyết về vấn đề dưỡng da ban đêm. Thì các bạn có biết rằng khi mà chúng ta đi ngủ á, thì làn da vẫn hoạt động không ngừng. Và đặc biệt là vào ban đêm á, thì các tế bào nó sẽ, cái lớp biểu bì nó sẽ tái tạo rất là nhanh. Và đây là một trong những người bạn đã đồng hành với Vi trong suốt một tháng qua, khiến cho Vi rất ưng ý. Đây là sản phẩm Snellton, Premium Snellton of Prime. Đây là của hãng Google, các bạn có thể thấy là xuất xứ Hàn Quốc và được BC nhập khẩu 100% chính hãng từ Hàn Quốc về. Đây là vỏ hộp thì nó màu bạc và nó được dạ 7 màu lên nên trông khá là bắt mắt. Ở phía hai bên hộp như thế này thì sẽ có công dụng của những thành phần như là dịch ốc sên vàng và là nhân sâm trắng. Còn ở bên này là công dụng của sản phẩm. Ở bên trong hộp thì là một hộp kem như thế này kèm với một cái đồ lấy kem. Và giá của sản phẩm này thì vô cùng yêu luôn, đó là 690.000. Với 50ml như thế này thì các bạn có thể sử dụng được trong vòng khoảng 3 tháng. Và mình sẽ cho các bạn xem thêm về chất kem ha. Thành phần chính của sản phẩm chính là dịch ốc sên vàng. Nó có một cái công dụng đó chính là tái tạo bề mặt da, loại bỏ được những tế bào chết và đồng thời nó phục hồi được những hư tổn cho da, làm mờ đi sẹo do thâm nám, do sẹo rỗ hoặc là những cái vết thương nhỏ ở trên da. Đồng thời nó cũng giảm được những cái nếp nhăn, như những cái rãnh nhăn như dưới mắt, vết chân chim, vết quanh miệng vân vân, và thu nhỏ được lỗ chân lông làm cho da mình nó giảm đi mức độ chảy xệ, săn chắc hơn rất là nhiều. Thì bên cạnh cái thành phần đó còn có một thành phần vô cùng quý giá khác, đó chính là nhân sâm trắng. Thì nhân sâm trắng nó giúp cho làn da trắng khỏe và hồng hào từ bên trong. Ngoài ra thì sản phẩm còn có cái thành phần chống nắng, giảm kích ứng và đồng thời là các bạn có thể sử dụng làm một lớp lót trước khi trang điểm, vì sản phẩm này nó cũng có một cái chất tạo hình một cái rào trắng để bảo vệ cho da. Về cái cách sử dụng thì nó vô cùng đơn giản, là các bạn cũng phải thực hiện qua hai bước làm sạch da, đó chính là tẩy trang và sữa rửa mặt. Sau đó thì nếu mà các bạn có lotion hoặc là toner thì các bạn nên sử dụng để da chúng ta được sạch sâu và sau đó tạo đường dẫn cho chất dinh dưỡng được vào hấp thụ tốt hơn trên da. Nếu mà các bạn có những cái serum chuyên đặc trị thì sẽ sử dụng bước trước bước kem này, và bước cuối cùng các bạn sẽ sử dụng kem này, bôi một lượng kem nhỏ và bôi massage đều trên da. Bạn sẽ dùng muỗng để lấy kem ha. Đây. Thì các bạn sẽ massage đều để kem có thể thấm và hấp thụ ở trên da. Thì cái chất kem này nó vô cùng mượt luôn và không hề bí, và cái cảm giác khi mà bôi lên thì nó rất là mát và mùi thơm thì cực kỳ dễ chịu. Các bạn có thể thấy rõ là da đã sáng bật lên một tông chỉ sau một lần sử dụng. Và bây giờ thì sản phẩm này có rất là nhiều cái làm giả trên thị trường. Do vậy các ở trên hộp như thế này có một cái hide tag thì các bạn có thể dễ dàng check được bằng một cái app trên điện thoại có tên là hide tag. Các bạn sẽ kiếm ha. Trong giao diện của app điện thoại nó sẽ như thế này. Thì các bạn bấm vào dòng chữ xanh. Các bạn sẽ dùng nó để quét cái mã ở trên hộp. Thì nó sẽ nhanh chóng hiện ra được thông tin cũng như là nơi xuất xứ của sản phẩm cho các bạn. Thì các bạn có thể yên tâm về nguồn gốc của sản phẩm. Và với một cái sản phẩm với tỷ tỷ công dụng và mà Vi đã phân tích qua từng cái thành phần của nó như vậy, thì nó giống như là một bí quyết cần có và cần thiết của những cô gái mà muốn có làn da trẻ mãi theo thời gian. Do vậy thì các bạn đừng ngại ngần, hãy comment ở phía dưới để BC có thể tư vấn được cho các bạn được nhiều hơn, để các bạn có thể hiểu rõ và lựa chọn sản phẩm cho mình được tốt hơn. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những sản phẩm tiếp theo.